lấy ra của mẹ đây. Con đúng không? Con này TiTi. TiTi. Đề nghị nhặt hết giấy của mẹ anh lên. Nhặt giấy vô. TiTi quay lại đây. Gom hết giấy vô cho mẹ. Con lấy trên đấy xuống đúng không? Con lấy giấy này trên đấy xuống con nhìn đúng không? Hả? Thế bây giờ làm sao để mà gấp lại được đây? Cuộn lại nhá. Trời ơi. Để cuộn hết cái này lại nhá. Đó, vẫn nghịch mà. Bỏ ở đây để mẹ cuộn. Con nhặt giấy con bỏ vào trong đi mẹ đi. Thì vẫn nghịch được mà. Đó, cái cục giấy của mẹ. Đi nữa đúng không? Đây để mẹ gấp lại cất để mà dùng chứ. Sao lại lôi hết ra một nghịch thế này? Hả? Mẹ dặn là ở nhà chơi ngoan cho mẹ mà ở nhà lấy hết giấy của mẹ đang nghịch thế này. Đó. Để yên để mẹ gấp cho. Đi mẹ cuộn lại. Tì nhé, tì nhé. Mình của mẹ mẹ vừa cuộn lại. Không có mình nữa. Ra đây, ra đây ngồi như đây. Tì. Tì ở đây ngồi nhanh. Ra đây ngồi cho mẹ. Đứng lên. Đấy, đấy, ăn vạ đấy, nằm ăn vạ đấy. Nằm ăn vạ, một phát vào mông. Quần ở đường nữa là gấp ăn cắt đi nha. Nha. Đấy bắt đầu làm ăn vạ này. Đã hư đã nghịch của mẹ rồi lại còn ăn vạ.